Xin chào bạn. Khi bạn ngủ là lúc cơ thể bạn được tái tạo và chữa lành. Chất lượng giấc ngủ quyết định rất nhiều chất lượng sức khỏe và cuộc sống của bạn. Rất nhiều người vất vả với những sự bất an về thân và thật khó khăn để có một giấc ngủ yên mỗi đêm. Với bài thiền và những lời khẳng định này, bạn có sức mạnh để buông bỏ những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực, để thay thế chúng bằng những suy nghĩ và ý niệm có sức mạnh chữa lành. Những lời khẳng định trong video này sẽ giúp xoa dịu tâm hồn và thư giãn thân thể bạn. Giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình này nhé. Hãy cho phép bản thân được sẵn sàng để chìm vào một giấc ngủ sâu và an yên nhất. Hãy tập trung vào hơi thở và hít một vài hơi thật sâu qua mũi, rồi thở ra nhẹ nhàng qua miệng. Mỗi lần hít thở, hãy để cho hơi thở của bạn trở nên sâu hơn, ổn định hơn và cảm nhận bản thân đang chìm sâu hơn vào sự thư giãn. Mỗi giây trôi qua, hãy tưởng tượng bạn đang được bao bọc trong một ánh sáng ấm áp và êm dịu. Ánh sáng này chứa đầy năng lượng chữa lành và ôm ấp bạn trong một tình yêu thương chở che vững vàng. Cảm nhận hơi ấm của ánh sáng này đang lan tỏa khắp cơ thể của bạn và xoa dịu từng tế bào. Hãy để tâm trí của bạn được tĩnh lặng dần lại. Cho phép bản thân được buông bỏ bất cứ lo âu hay căng thẳng bạn đang mang giữ trong mình. Tưởng tượng những lo lắng ấy đang tan đi và hòa vào ánh sáng ấm áp quanh bạn. Bạn cảm thấy nhẹ nhàng, tự do với mỗi hơi thở của mình. Trong trạng thái thư giãn sâu, hãy mở rộng trái tim và tâm trí của mình để đón nhận những ngôn từ chữa lành. Bạn không cần phải cố gắng để lắng nghe hoặc lặp lại chúng. Đơn giản, hãy cho phép những ngôn từ này được chảy qua bạn và gột rửa những gì cần gột rửa. Hãy để tiềm thức của bạn thẩm thấu những gì bạn đang nghe. Chúng ta bắt đầu nhé! Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi. Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng.
từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên. Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Và khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, lo âu được giải phóng. Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, âu lo được giải phóng. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Những giấc mơ của tôi đều bình yên và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Những giấc mơ của tôi đều bình yên và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra.
Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi. Tôi tin tưởng vào khả năng tự chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực tự chữa lành trong tôi. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực chữa lành trong tôi. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này. Tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi. Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận
năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an, tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả. Tôi biết ơn tất cả. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an, tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả. Tôi biết ơn tất cả. Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi. Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng. Từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên.
Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Và khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, lo âu được giải phóng. Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, âu lo được giải phóng. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Những giấc mơ của tôi đều bình yên và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Những giấc mơ của tôi đều bình yên và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra. Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi.
Tôi tin tưởng vào khả năng tự chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực tự chữa lành trong tôi. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực chữa lành trong tôi. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này.
tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi. Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an, tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả. Tôi biết ơn tất cả. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an. Tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả. Tôi biết ơn tất cả. Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Tôi được bao bọc bởi năng lượng yêu thương. Năng lượng ấy đang mang lại sự chữa lành kỳ diệu cho cơ thể và tâm trí tôi. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Khi tôi ngủ, cơ thể và tâm trí tôi được tái tạo. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và nó làm việc này với mỗi hơi thở của tôi.
Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Tôi an toàn và được bảo vệ khi tôi giải phóng những đớn đau khó chịu của mình. Tôi chào đón sự chữa lành chảy vào cuộc sống của tôi. Từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng. Từng tế bào trong cơ thể tôi chứa đầy tình yêu thương và ánh sáng. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành và phục hồi tự nhiên của cơ thể tôi mỗi khi tôi ngủ. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tôi được ôm ấp trong nguồn năng lượng tích cực đang mang đến sự chữa lành cho từng bộ phận của cơ thể tôi. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tâm trí sáng rõ và bình ổn của tôi cho phép sự chữa lành sâu được diễn ra dễ dàng. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi chào đón những nguồn năng lượng này vào cuộc sống của tôi. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh và bình an hơn. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên. Cơ thể tôi thư giãn và tâm trí tôi an yên. Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Và khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, lo âu được giải phóng. Tôi biết ơn khoảnh khắc này khi tôi được nghỉ ngơi và tái tạo. Mỗi khi tôi hít vào, sự bình yên lấp đầy cơ thể tôi. Khi tôi thở ra, mọi căng thẳng, âu lo được giải phóng. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể mỗi khi tôi ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi được bao bọc trong cảm giác bình yên và thư giãn khi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi xứng đáng được đón nhận tình yêu thương và sự chữa lành. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực và chào đón năng lượng chữa lành tuyệt diệu. Những giấc mơ của tôi đều bình yên và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Những giấc mơ của tôi đều bình yên
và đầy ắp yêu thương cùng niềm vui tươi sáng. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang chữa lành và tái tạo ngay giây phút này. Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra. Tôi buông bỏ mọi căng thẳng, đau đớn trong cơ thể tôi và sự chữa lành đang diễn ra. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi chữa lành chính tôi với từng hơi thở. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi được bao bọc trong năng lượng tích cực và ánh sáng chữa lành. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi giải phóng mọi cảm xúc tiêu cực và những đau đớn thể chất khỏi cơ thể tôi. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi mở rộng tâm trí và cơ thể để đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi được chở che trên hành trình chữa lành của chính mình. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi ôm ấp sức mạnh tâm trí để chữa lành cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi. Tôi được lấp đầy bởi tình yêu, bình yên và sự an ổn. Chúng đang nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể tôi. Tôi tin tưởng vào khả năng tự chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi tin tưởng vào khả năng chữa lành của cơ thể tôi và tin tưởng ở hành trình này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Tôi biết ơn sự chữa lành đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Cơ thể tôi chính là ngôi đền linh thiêng, chứa đầy sự chữa lành. Và tôi biết ơn cơ thể mình bởi nó luôn mạnh mẽ và kiên cường. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Tôi cho phép tình yêu và ánh sáng lấp đầy tôi và hàn gắn những vết thương bên trong. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Khi tôi nghỉ ngơi, cơ thể, tâm trí và tâm hồn tôi đều được nuôi dưỡng và tái tạo. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Tôi xứng đáng được khỏe mạnh
và tôi đón nhận sự chữa lành với trái tim và tâm trí rộng mở. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Cơ thể tôi biết cách tự chữa lành và tôi tin tưởng vào trí tuệ trong tôi. Ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ánh sáng và năng lượng chữa lành đang lấp đầy tôi và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi được bao bọc bởi tình yêu thương và năng lượng chữa lành kỳ diệu. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi giải phóng mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi biết ơn khả năng tự chữa lành và tái tạo của cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi hoàn toàn bình ổn với cơ thể mình và tôi tin tưởng vào quá trình chữa lành tự nhiên. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực tự chữa lành trong tôi. Tôi buông bỏ mọi lo sợ, hoài nghi và tin tưởng vào năng lực chữa lành trong tôi. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này. Tôi gửi năng lượng chữa lành tới từng tế bào trong cơ thể tôi ngay giây phút này. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Cơ thể tôi là một ngôi đền thiêng liêng của năng lượng chữa lành. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi biết ơn khoảnh khắc này đang chữa lành chính tôi. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi trọn vẹn và đủ đầy. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi bình ổn trong cơ thể và tâm trí mình. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi biết ơn cơ hội được tự chữa lành cho chính tôi. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi xứng đáng có một sức khỏe hoàn hảo. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Tôi thư giãn và dễ dàng chìm vào một giấc ngủ bình yên. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi. Khi ngủ, cơ thể tôi tự chữa lành và phục hồi.
Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Với mỗi hơi thở, sự chữa lành đang diễn ra trong tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận năng lượng chữa lành mà vũ trụ dành cho tôi. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an, tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả, tôi biết ơn tất cả. Ngay khoảnh khắc này, tôi khỏe mạnh, bình an, tôi đủ đầy, hạnh phúc. Tôi đón nhận tất cả, tôi biết.